Tại vì ông ngoại của đứa này nè, chú nghĩ đi, nó là đem bé này về là đập đầu nó. Rồi con nói đó mình ông ngoại của đứa bé. Rồi có khi nguyên buổi sáng không ngủ thì sao chú đi? Ở nhà không ơi, làm nó cũng ngủ tiếng hay tiếng hồn, tiếng hay tiếng hồn ngủ ha. Rồi lỡ chở giấc không có cha rồi khóc sướt mướt hoài vậy. Không không khóc, nó thức dậy mà nó không thấy rồi nó nằm chơi rồi. Thấy nó đòi nãy là thấy nghe tiếng nói mình ngoài đó là mới đòi thôi. Những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại tỉnh Vĩnh Long. Sau lưng Nghĩa là căn nhà của một chú, năm nay chú 56 tuổi, cô chú, anh chị. Có một bé gái tầm hơn 1 tuổi gì đó, mà khi chú và vợ của chú hiện giờ không được sống chung với nhau, bởi vì bên nhà của ngoại thì không có chấp nhận chú, cho nên chú một mình ở bên đây để nuôi bé. Hàng ngày, cuộc sống hàng ngày của chú là trông cậy vào chiếc xe này của chú anh chị. Chú chạy xe ôm nè, chú chạy xe ôm ở Vĩnh Long để kiếm tiền nuôi bé. Nhưng mà cô chú anh chị biết đó, mỗi ngày chú phải rong rổi bên ngoài chạy xe ôm thì bỏ bé ở nhà có một mình của chú anh chị. Hôm nay Nghĩa được chị Linda ở nước Mỹ có nhờ Nghĩa đến đây để ghi hình chú, thì Nghĩa gấp rút quay lên đây để thăm chú, gửi những hình ảnh đó đến ông bà cô chú anh chị các bạn xem ạ. Dạ, còn câu chuyện như thế nào Nghĩa xin mời ông bà cô chú anh chị tiếp tục video ngày hôm nay. Chiếc xe của chú cũ lắm mà cô chú anh chị, khi mà Nghĩa đến ở phía trước đường thì được cô bán vé số dẫn Nghĩa vô đây nè. Cô nói xe chú hư hoài cũng hư mà không có được bền á, chạy chiếc xe Trung Quốc á cô chú anh chị. Còn chú sống trong cái căn nhà của chú thì bên trong cô chú anh chị thấy nó rách nát hết rồi. Mấy cái miếng tôn này cũng chắc theo thời gian cũng lâu rồi, cho nên là giờ nó không có còn mà kín đáo nữa. Mùa mưa cũng không biết chú với con chú như thế nào nữa. Còn bên đây là hình ảnh của chú đang cho bé uống sữa đây cô chú anh chị. Dạ, con chào chú. Chú ơi, chú thứ mấy chú? Chú chín ha. Chú chín năm nay nhiêu tuổi chú chín ơi? 56. Chú chín 56 tuổi. Chú chín chia sẻ với con đi, hiện giờ chú sống trong nhà này với ai? Sống với đứa bé. Bé nè, bé tên gì chú? Bé tên Diễm. Bé được mấy tháng rồi chú ơi? Cũng 14 15 tháng. 14 15 tháng cô chú anh chị nhìn bé có chút xíu à. Con tên gì? Biết nói chưa chú? Chưa. Biết kêu ba gì chưa? Kêu cha. Rồi con hỏi chú, hàng ngày công việc của chú làm gì chú Chính? Chú chạy ôm đơm. Chú chạy xe ôm ha. Thu nhập mình đỡ không chú? Có bữa có, bữa không. Dạ. Có khi mà 100.000, trăm mấy cũng có, ở khi ngày cũng không có một cuốc. Dạ. Như vậy là chú chạy xe ôm mỗi ngày, rồi bé sao chú ơi? Bé ngủ thì ra chạy xe bỏ bé ở trên giường. Là bỏ bé trên cái giường này. À. Cô chú anh chị nhìn đây là cái giường mà chú gào đặng đừng cho bé bò ra. Đúng rồi. Nhưng bên trong đó con thấy thấp quá chú. Ông này cũng nhờ có vách rồi nó không thấy được. Nhưng mà mai này bé lớn hơn chút nữa bé bò giỏi á. Cái chú hay gào nữa. Chắc bỏ vô đó. Bỏ vô này hả? Rồi chú đi chạy xe là bỏ bé ở nhà. Cũng như sáng là chú cơm nước cho chú rồi sữa sùng cho cháu á. Xong rồi chú ra cho chú dỗ cho ngủ rồi bé ngủ, chú đi. Mới khi nào bé ngủ mới ra chạy. Rồi chạy rồi chút chạy về thăm hay sao chú? Chạy khoảng chừng 1 tiếng, 2 tiếng chạy vô cho ra chạy vô vậy. Lỡ như có khách kêu liên tục thì sao chú? Không, khách xa quá không đi. Chỉ chạy vòng thôi mà. Khách xa là chú không đi. Không đi, mình canh có khoảng thời gian 1 tiếng 2 tiếng đi về chăm sóc cho bé. Dạ. Yeah. Nhiều khi vệ sinh rồi bé vậy. Dạ. Yeah. Con thấy nãy giờ con đến đây thì thấy bé cũng không có khó, cũng dễ. Dạ. Rồi ban đêm là chú ngủ ở đâu?
Đêm thì bé ngủ trên này chú ngủ giỏng. À chú không có ngủ chung với bé hả? Dạ không. Sao vậy chú? Tại vì cho nó rộng rãi, nhiều khi nó bò tới bò luôn. Dạ. Rồi con hỏi chú ha, mẹ của bé đâu chú ơi? Mẹ bé thì lúc sanh ra một tháng là gia đình bắt về chển. Mẹ bé bệnh đó. À, mẹ bé bệnh gì chú? Bệnh bệnh bẩm sinh là bệnh động kinh. À mình động kinh. Là lúc từ nhỏ là. Dạ. Rồi sau này bị bệnh hai ba chứng bệnh nữa, rồi giờ yếu lắm rồi. Dạ. Rồi gia đình bắt về chển. Có nghĩa là bắt về chển để dưỡng bệnh xong rồi mới đi xuống đây hay sao chú? Không không biết nữa. Tại gia đình cũng không có cho quen. À chú kể rõ con nghe đi. Hồi xưa là chú với cô quen hồi, sao? Hồi xưa là chú chạy con đơn mà trước hả? Dạ. Rồi vợ đi bán số. À dạ. Rồi quen rồi gia đình không có cho quen. Rồi đó chú cũng biết vậy luôn. Gia đình không có cho quen. À mà chú cũng biết là bên cô không cho quen chú ha. Tại vì có lên mình xin ra mặt nó chở người ta này nọ. Người ta nói sao chú? Người ta nói không có cho quen. Dạ. Rồi hai đứa thương lén lút sanh ra đứa bé thì sau này sanh ra tháng bệnh quá gia đình bắt về chảnh. Sanh bé ra một tháng mẹ bé bệnh quá à. Gia đình bắt về chảnh. Khi mà lúc đó là mẹ bé ở đây hả chú? Ở đây. Rồi khi người ta xuống người ta bắt về người ta có nói gì với chú không? Đứa bé này người ta không nhìn. À, người ta không có nhìn. Không nhìn. Trong lòng lúc đó của chú nghĩ như thế nào chú? Thì giờ gia đình bắt vợ về cũng lo bệnh cho vợ này nọ đó, thôi thôi cũng để thôi gia đình về với vợ cũng muốn về chở. Dạ cũng muốn về chở, có nghĩa là thời điểm đó cô nghĩ là ở đây không có đủ tiền để lo cho cô hay sao chú? Con xin lỗi con hỏi câu đó. Phải vậy không chú? Thì vợ cũng có suy nghĩ cách khác đó. Ở đây rồi giờ vậy rồi con cái này nọ rồi lo lớp này lo cho vợ nữa sao lo nổi. À là cô nghĩ là ở đây làm gánh nặng cho chú. Tại vì cái nguồn thu của chú là chạy xe ôm thì rất là bấp bênh. Cô thì không thể đi bán vé số nữa. À, thì một mình chú chạy xe ôm mà lo cho cô và lo cho bé nữa thì nó không đủ để cho chú, mà gánh nặng lên đôi vai của chú nữa. Nên vợ cũng suy nghĩ vậy đó. Dạ. Yeah. Còn nhưng mà gia đình thì bên ngoại của bé tên gì chú? Bên Diễm. À, bên ngoại của bé Diễm thì cũng như là ngay từ đầu là không muốn cho chú quen. À. Rồi sanh ra đứa bé giờ cũng không có nhìn nhận đứa bé luôn. Dạ. Rồi giờ là một mình chú là gà trống nuôi con. Đúng rồi. Trong những ngày tháng mà chạy sơm bấp bên, ngày có ngày không, ngày nhiều ngày ít. Con xin lỗi nha, nãy chú nói đó. Chú có gặp khó khăn gì không? À, cũng khó khăn, thiếu thốn rồi sữa bọng anh bé rồi nhỏ tình đâm ra cho em. Dạ. Yeah. Rồi lúc thậm chí xe nó cũ, nó hư hoài, không có tiền sửa. Dạ, yeah. Con thấy xe chú cũ quá. Rồi người ta thấy vậy, người ta cho cái lốc máy đó. Cho cái lốc máy, dạ. Bởi vì nhiều khi giờ mình chạy giao thông mà nó bắt cái là xong luôn. À, không có đúng số khung, số sườn, số máy là này kia. Dạ. Yeah. Hồi xưa, hồi trước là chú làm công việc gì chú ơi? Trước thì đi làm hồ. À, trước. Phụ hồ. Dạ, yeah. Lúc quen cô là chú làm hồ đó, chạy xe ôm. Chạy xe ôm ha. Chạy xe. Dạ. Yeah. Rồi trước nữa là chú làm hồ. Làm hồ. Dạ. Yeah. Chú có mong mỏi một ngày nào đó cô về đây với chú không? Mình thì vợ con thì mình cũng muốn chứ. Dạ. Yeah, cũng muốn ha. Ừ. Với vợ con bệnh hoạn thì với vợ vậy mình đâu có bỏ được đâu. Dạ. Yeah. Nhưng mà tại gia đình thôi. Chú có nghĩ một ngày nào đó chú lên đó chú thăm ẩm con, chú lên thăm mẹ cho bé gặp mẹ không? Không dám mà ẩm lên chảnh đâu. Sao vậy chú? Tại chảnh đâu có nhìn nè. Ẩm lên rồi mất công. Với tấm chân tình của mình, con nghĩ thì người ta cũng không làm gì chú. Ví dụ mà ở ngoài đường thì tôi cũng lúc có ẩm lên cho thăm mẹ nó ở ngoài đường. À cũng như là ở ngoài đường người kêu mẹ ra nhìn vậy thôi. À. Chú có từng ẩm chưa? Có. À có từng ẩm. Ừ. Có nghĩa là mình ẩm tới không có vô nhà. Không vô nhà. Nhưng mà liên lạc được với mẹ bé thì ra bên ngoài để cho mẹ gặp bé ha. Rồi. Dạ. Lúc đó con nghĩ mẹ bé mừng lắm đó. Cũng mừng là con. Dạ. À, con nói chú nè thì con thấy á, chú nói bé bao nhiêu tháng rồi chú? 14, 15 tháng rồi. 15 tháng mà bé được bao nhiêu ký chú ơi? Ở 4 ký mấy. 4 ký mấy, con thấy bé gầy á, bé ốm á. Có nghĩa là con xin lỗi nha. Hình như là bé bị thiếu dinh dưỡng sao hả chú hả? Với bị bệnh tim bẩm sinh. À chú có đi khám bác sĩ rồi hả? Không, nhưng mà đi hàng tháng đi chích thuốc ngừa. Dạ. Là bác sĩ nói là em bé có biểu hiện là bệnh tim. Có biểu hiện là bệnh tim. Không dám chích. Dạ. Chỉ cho uống thuốc thôi.
mấy đứa bé kia là chích hàng tháng hết trơn, bé nào cũng chích. Rồi rồi chú có định là khi nào mình đi khám cho bé để mình biết được cái nguyên nhân, căn bệnh nào để mình trị không chú? Cũng muốn nhưng mà hồi không có điều kiện à. Chứ có một mình một làm sao mà mình chở bé đi nữa. Ví dụ như có con đi với chú đi không? Đi. Đi ha. Đây, đây mình vô bệnh viện Vĩnh Long cũng gần. Rồi. Hay là ra Triệu An gì đó. Bệnh viện tỉnh mình nào cũng được. Dạ. Trời, nói chuyện mình nên kìa. Quen không? Quen chú cùng con. Hả? Quen không? Ai đây? Bé uống sữa bữa nhiều không chú? Uống được lắm, với nó ăn cũng được. Dạ, chú cho bé ăn bột hả? Không, ăn cháo rồi. Ăn cháo nấu hoặc là bữa nào mình có tiền mua cháo dinh dưỡng. À. Trời ơi, một thiên thần nhỏ đây cô chú anh chị. Mẹ thì về ngoại rồi. Cha thì chạy xe ôm bấp bênh lắm cô chú ơi. Con ở nhà con mình nên nè, con ở nhà con mình nên vòng vậy đó. Chờ cha về. Con ngoan con không khóc nghe. Chờ cha về nghe. Chịu không? Cười cô chú anh chị. Cười kìa. Cười. Nè, nắm tay chú nè. Ờ, cuộc sống thì như vậy thì con xin lỗi chú là giống như là bây giờ là cái phía trước á còn nhiều cái gọi là vất vả khó khăn cho chú nhiều lắm. Tại vì cái nghề chạy xe ôm, con xin thưa cô chú anh chị, giống như chú nói ngày xưa con cũng từng chạy xe ôm. Con từng chạy xe ôm ở ngày tứ á chú. Thì sáng ra chú đổ đầy một bình xăng. Rồi, hoặc là chú ăn uống gì đó. Chú chạy hết cái bình xăng đó là đủ tiền bình xăng là 40 ngàn gì, cái bình xăng nó lại hết nữa rồi. Chú mới xách tiền thì chú đổ cái bình xăng nữa. Cái cuốc cuối cùng buổi chiều là chú mới dư. Cuốc hai cuốc buổi chiều mới dư. Đúng rồi. Dạ, đó là cô chú anh chị. Sáng ra đổ bình xăng 50 ngàn, 30 ngàn, không biết chạy tới chừng 70-80 ngàn phải đổ xăng nữa rồi. Cho nên là rồi có những ngày mình không có khách. Rồi nhiều chú... khi mình chạy đậu chỗ hoài không khách, mình đảo tới đâu lưu kiếm khách. Cái cũng hao xăng. Xăng luôn. Dạ. Đó. Không có tiền đổ rồi như vậy đó, rồi còn có khi là không có khách để đi rồi cả ngày như vậy đó. Nhưng mà ngày nào thì bé cũng phải uống sữa, rồi ngày nào chú cũng phải lo cuộc sống của chú nữa, cho nên là ngày nào cũng phải có chi tiêu. Nhưng mà giờ chỉ trông cậy vào cái nghề xe ôm của chú thôi thì rất là vất vả khó khăn. Mà trong khi đó bé thì con, cô chú anh chị nhìn kỹ bé là con xin lỗi chú nè, là bé không có đủ chất luôn á, so với những bé ở 14-15 tháng á, nhỏ xíu à. Mấy đứa bé mà một tuổi biết đi rồi. Dạ. Chưa. Nó đứng trong xe ấy thì nó đứng đẩy tới đỉnh lui được. Bé đứng được hả chú? Không, nó ngồi trong cái xe đút cơm, đút cháo nó ăn á. Dạ. Xe ngồi á. Ờ chú có không? Để ngoài trước nhà của người ta, tại nhà đó người ta gạch men á. À mình ra nhà người ta, đem ra nhà người ta chơi. Để nhờ chiếc xe để ngoài trước. Dạ. Cái xe mà chọn bỏ anh bé vô cho dạ. Nó ngồi. Trời, nói chuyện của chú anh chị. Nói gì đó Diễm? Diễm ơi, con nói gì đó? Cười kìa. Chào cô chú đi. Chào cô Linda đi. Cô Linda kêu chú lên đây nè. Chào cô Linda đi. Chú dẫn con đi vòng nhà được không? Con hỏi chú, ở nhà này đất này của chú hả? Không, đất ở đậu. À, chú ở đậu hả? Nói chung là dài vòng lắm. Dạ. Hiện tại bây giờ mình... cũng như là chỉ biết là ở đậu thôi. Ừ. Không phải là đất này của chú. Ừ. Rồi giờ ở trong cái căn nhà con thấy nhà chú hư hết trơn rồi. Rồi mùa mưa sao chú, sắp mưa tới đó. Mưa cũng chịu thôi. Chú thì chịu được, còn em bé sao chịu được chú ơi. Không, cái khúc này nó không có giọt. Nó chỉ giọt toàn bộ khúc. Ướt nó ngập luôn. Nhưng mà con nói là bây giờ cái ton này nó vậy, mưa lớn nó sẽ lủng hơn nữa đó. Nó mục ở trên chưa chú thấy ha? Bị cũng 2 năm rồi. Dạ thì nó sẽ mục lớn hơn nữa. Thì cái đây khi mà chú đi chạy xe ngoài kia, chú đang đi giữa đường mưa, chú vô quán chú đục hay đâu đục, chú đâu có chạy riết gì được. Thì ở đây mưa nó tạt vô đây bé nè. Dạ. Con hôm nay thì con được chị Linda giới thiệu con hoàn cảnh cuộc sống của chú. Cái tâm nguyện của chị ấy là muốn chú đi bán vé số, cái nghề khác không phải là nghề xe ôm á chú. Chú thấy sao? Không, nếu có điều kiện thì cũng bán, mà bán chắc bán ngồi ngoài trước thì bán, chứ đi xa thì tội nghiệp bé đi không được. Dạ. Mình bán ngoài trước thì được nhiêu thôi, chứ
Bây giờ đứa bé mình bỏ xe mình đẩy đi nắng nôi rồi. Như mình ngồi trước thì bán ngồi ở bệnh viện à. Quán cơm nào ở trước á à, quán uống cà phê trước á dạ chú chịu không mình dạ. Con với chú đi mua cho bé cho bé một chiếc xe mình làm cái đồ che lên trước vậy nè rồi cái chú đẩy đi vòng vòng cái bệnh viện đó trước cửa bệnh viện đó hoặc là chú kiếm một cái góc nào mát thì mình cũng đem nước đem sữa sùng cho bé theo rồi khi nào bé hay là quần áo tả gì đó khi nào cần thay cho bé đẻ rồi thì tạm thời là vậy đi để chú được gần gũi con của chú không phải lo, chú yên tâm. Đây con nói là chú nói chú không có chạy đi xa nhưng mà khi mà chú đang khách người ta kêu ví dụ đây qua phường 1, phường 2 gì đó tới đó cái bà con dòng họ người ta kêu chạy vô về Tâm Bình gì này kia không lẽ chú nói thôi giờ tôi chạy ở đây tôi không chở nữa thì sao được. Chú không phải đi hà, khó lắm chú. Mà trong khi trên đường chú đi thì làm ai ở nhà lo cho bé mà chú cũng không yên tâm nữa. Là chú chịu bán vé số ha. Thì nếu mà qua video này chú có bán thì con cũng xin ông bà cô chú anh chị có qua Vĩnh Long ngay bệnh viện Triều An đó thì ghé lại hình ảnh của chú với bé thì bán vé số thì con sẽ xin ông bà cô chú tạt qua ủng hộ chú 1, 2, 5, 10 tờ vé số để cho chú có cái điều kiện để chú trang trải cuộc sống phía trước. Dạ. Chú dẫn con đi ra làm sao chút đi. Đằng sau là chú cô chú nói chú ngủ cái giọng này đó hả? À. Chú ngủ giọng này lâu chưa? Giọng này cũng ngủ năm rồi. Cái năm rồi nhưng mà ngủ giọng sáng nó riêng mình vậy không chú? Không, mình cũng quen. À, mấy cái này mình còn sử dụng được không chú? Còn. Máy giặt này còn sử dụng được ha? Còn. Thì chú sinh hoạt nấu nướng trên bếp ga này. Không có, nấu bếp mini. À, nấu bếp mini. Sao chú nấu bếp đó? Không có bệnh. À, con xin lỗi. Ủa cái bệnh đâu chú? Bệnh con nó lấy đi rồi. Dạ. À, nhà chú là không có con xin lỗi chú không có gì quý giá trần sáng chú dùng cơm chưa rồi à, chú nấu nồi cơm điện này ha rồi. Nhà con cũng xin lỗi chú rồi khi mình đàn ông ở nhà con mình cũng bề bộn với chú chạy xe ôm suốt lo kiếm tiền rồi về chăm em bé nữa rồi bên đây chống quơ chống quắt này chú một cái chân rồi dạ chống quơ chống quắt hết trơn cô chú anh chị. À, bò lên này nè, biết bò rồi chú ơi. Bò ngồi, biết ngồi luôn. Không ngồi được. Bé gặp mẹ bé mừng không chú? Không. Không biết mẹ đó hả? Không mừng, gặp mẹ khóc rồi. À lạ. Tại vì sanh ra tới giờ rồi. Trong bệnh viện rồi tới giờ luôn rồi, mình chú không? Dạ. Ôi hồi đó là cũng như mới sanh ra là chú lo này cái hết. À. Rồi về bao lâu rồi bà ngoại mới bắt về chú? Cỡ 1 tháng. À sanh ra 1 tháng là bên ngoại bắt về? Nhà là 1 tháng. Dạ. Rồi bên ngoại gần đây không chú? Gần ở Cầu Mỹ Thuận 2. Cầu Mỹ Thuận 2. Dạ. Con hỏi chú nè, hôm nay con đến đây thì con xin giới thiệu chú con là kênh YouTube Nghĩa Phước Vlog. Được chị Linda ở nước Mỹ á. Thì Nghĩa Phước Vlog. À, được chị Linda ở nước Mỹ á, có giới thiệu con về chú. Thì con tìm đến đây. Thì chú có mong ước điều gì không? Chú mong ước là có số tiền sửa cái tôn là lại thôi, lợp nữa lợp đó là thôi ha. Cái nhà này mình bề ngang bao nhiêu mét chú? Bề ngang chắc ở 3 mét mấy 4 mét. 4 mét là chú ơi. Có 4 mét. 4 mét dài nhiêu chú? Dài nhất cỡ 8 mét. Tính cái máy trước luôn cái chục đó chú. Có 10 mét á. Tại nhà này dài của chú anh chị đằng trước cái máy cái tre này ra không đâu 3 mét gì rồi. Tại vì giờ nữa mình thay cái to nữa chứ mình cắt cũng được đâu ở đất đậu. Dạ. Nhưng mà thay to rồi có số cây con thấy hư rồi nè. Hư cây hư chân nè. Hư chân nè. Thay cây nè. Hư toàn bộ chân. Đó là cuộc sống cái căn nhà. Còn ngoài ra con nghĩ chú cũng cần phải có một điều kiện gì cho bé tốt hơn nữa. Trước mắt đó thì ví dụ được ông bà cô chú thương có gửi yêu thương này kia thì chú cháu mình đưa đi bệnh viện. Đúng rồi, đi cho khám cho em bé cho biết bệnh chứng bệnh này nọ. Khám cho em bé biết bệnh này nọ để mình tìm cái hướng mình trị. Tại vì con cũng xin thưa chú thì ở Việt Nam mà những em bé dưới 6 tuổi là hình như người ta trị miễn phí sao chú ơi. Dạ. Yeah. Mình chỉ tiền đi lại hoặc là mua này mua kia thôi. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Cái thứ nhất là lo cho bé để mà nuôi nấng bé cho nó
lớn bằng những bé đứa bé khác. Là cái trước tiên ổn định cái đó. Cái thứ hai nữa là chú có chiếc xe để mà chú bán vé số nên chú gần gũi bé Diễm. Rồi cái thứ ba nữa tính lại cái mái nhà. Rồi còn bếp ga gì hả gì đó thì khi con ghi hình nãy giờ đó, ông bà của chú có thương thì cho chú cái gì thì con sẽ đem lên cho chú cái đó. Nếu ông bà thương thì chứ cũng mấy cái đó nó cũng quan trọng. Dạ. Chủ yếu là bé Diễm. Bé Diễm. Dạ. Nhưng mà ngủ đây có máy quạt mình bắt suốt vậy hả chú? Bắt suốt nó nực ha. Ngày đêm. Tại vì cái này nực lắm rồi cô chú anh chị. Nắng rồi nó nóng dữ. Dạ. Rồi chú định bé lớn hơn chút là chú bỏ anh đây hả? Mấy cái này cũng là cho không à. Nhưng mà ở nhà một mình á, chú đi người ta biết con cũng không yên tâm đâu. Ông bà của chú xem lên cái kênh YouTube con ngày hôm nay con nghĩ cũng không yên tâm. Bởi vì khi con xin thưa chú đi chạy ngoài lỡ có người không có tốt bụng ra vô đây. Nhiều khi mình cũng nghĩ vậy. Dạ. Cũng nghĩ cũng lo sợ vậy. Bởi vậy chạy khi ra vô chạy hoài. Phải đậu ngoài trước hẻm. Dạ. Một ngày chú nói nhiều nhất là 100 mấy ngàn. Có bữa không có bữa thì không con có. Cho chú bình quân 100 ngàn đó. Ví dụ đi thì chú bán vé số, nếu mà chú ngồi đó người ta thương đã mua chú ngày 200 tờ chú vẫn nhiều hơn mà chú ở cận gầy con của chú nữa. Để khi bé lớn lên bé được đến trường và lúc đó là chú mới nhẹ. Đến trường chú đưa đón này kia dù gì thì thời gian đó chú muốn làm gì cũng được. Đúng rồi. Dạ. Khoảng chừng 30 tuổi là mình gỡ nó vô trong trường rồi được. Dạ. Rồi gửi vô trường rồi chú muốn về chú chạy cho em chú làm gì á. Ở đây thì ông bà cô chú cũng như con cũng không có lo. Tại vì khi mà giờ cô chú anh chị thấy khi mà chú ra ngoài chú chạy xe bỏ cứ nguyên một cái gian nhà vậy nè. Con mình bé nhà. Nói chú thấy hôm nay là bé đứng được tới đây rồi đó. Tháng sau còn tới là bé đứng cao hơn đây rồi nè. Bởi vì sợ mới gào. Dạ. Cho nên là rất là lo. Về thăm mẹ không? Hả? Diễm? Đi theo chú về thăm mẹ không? Dạ. Chú đặt tên cho bé là mẹ của bé Đạt. Mẹ Đạt. Mẹ Đạt ha. Mẹ Tạ Ngọc Tường, nó thì Tạ Ngọc Diễm. Nó lấy họ mẹ luôn hả? Lấy họ mẹ luôn, tại vì hai chồng đâu có làm đứa kết hôn đâu. À, con hiểu. Hai đứa quen nhau ở. Dạ. Mẹ lấy họ mẹ. Nếu có một điều kiện nào đó tốt hơn để chú rước mẹ bé về đây lo cho được cho mẹ bé chú rước không? Thì cũng gửi xí vợ con mà mình đâu có bỏ được. Qua năn nỉ ông về vợ? Nhưng mà không biết là bên bển làm sao, chứ đó mình không biết, không chắc. Xí vợ con mình đâu có bỏ được. Hồi đó người ta qua đây người ta bắt cô đó, chú có năn nỉ đâu không? À. Hồi đó người ta qua đã bắt bên ngoại bé Diễm bắt mẹ về thì chú có năn nỉ đâu không? Dạ không, tại mình biết từ trước mà lúc mà mới quen nhau không cho quen rồi. Rồi sanh ra trong bệnh viện cũng vậy, một mình lo thôi chứ đâu có thể lui. Lúc qua đây bắt có chú nhà không? Hả? Có. Có ha. Chú không nói gì chân hả? Cũng như là mình biết trước mình có nói gì cũng không được. Cũng không được đâu. Tại vì ông ngoại của đứa này nè, chú nghĩ đi, nói là đem bé này về là đập đầu nó. À. Rồi không nói đó mình ông ngoại của đứa bé ở có một số gia đình có một cái quan niệm giống ngày xưa của chú anh chị, khi con cái mà mình không chấp nhận chỗ đó mà sanh con ra giống như là một cái gai trong mắt của người ta. À. Đúng không chú? Nói mày đem đứa bé này về, mày sao đem mày về chứ đứa bé đem về là đập đầu nó. Nhưng mà bé mới lớn vậy có tội tình gì đâu. Thì ông ngoại nói ngay mặt chú thôi mà. Dạ. Chú không biết ngày xưa là nguyên nhân gì người ta không chịu chú sao? Chắc lẽ là mình thấy hoàn cảnh mình vậy nè. Dạ, không có nghề nghiệp ổn định chú ha. Nghề nghiệp ổn định, không lo được cho con người ta hay gì đó. Không chấp nhận. Dạ. Ở đây nước nôi rồi chú xài sao chú? Nước xài nước máy. Nước máy tới ha. Ừ. À, cũng điện nước rồi này cho đầy điện đủ. Cái này chú còn xài được không? Cái tủ lạnh hả? Dạ. Không. Con thấy cũ quá rồi. Là chỉ có cái máy giặt xài được thôi, còn bếp ga này kia hư hết rồi. Bếp ga không có bệnh. Rồi gạo đây thì chú mua hả? Gạo của người ta mới cho. À, gạo cho. Nuôi, để nuôi một
nuôi nấng một đứa bé tới lớn lên người con một cái quãng đường rất là dài, rất là xa. À, con xin lỗi chú thì tuổi chú hiện giờ cũng không có không còn nhỏ nữa, chú 56 đúng không? Ừ. À, thì con xin lỗi nói đi cái đường xa của chú anh chị, khi bé Diễm 20 tuổi thì chú đã 76 tuổi rồi. Nhỡ như lúc đó mà bé học đại học thì con nghĩ chú không có khả năng. Giờ tới đâu mình hay tới đó. Dạ, ý là con nói đường xa con xin lỗi chú. Còn ở phía trước á thì cuộc sống chú rất bấp bênh, chú không có một cái nghề gọi là ổn định. Chạy xe ôm thì bữa có bữa không, bữa nhiều bữa ít. Rồi đi bán vé số thì con chỉ thuyết phục chú để đi bán để mà lo được cho bé thôi, cận kề bé thôi, chứ bán vé số thật ra thì ngày kiếm cũng 100-200 ngàn. Còn bé Diễm thì ngày một lớn hơn, cái tuổi ăn tuổi lớn tiền thì nhiều hơn cuộc sống nữa. Nên là con cũng mong rằng là chú có được nhiều niềm vui, còn sức khỏe tốt để lo cho bé ở phía trước, để cùng lớn lên giống như bạn bè trang lứa của bé Diễm. Rồi con cũng mong một ngày nào đó thì bên ngoại của bé xem được cái video này sẽ hiểu được tấm lòng của chú, để cho mẹ của bé về đây cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình. Chú có lời gì nhắn nhủ với mẹ bé không? Nhắn là vợ thiếu cục bên gia đình về đây ở với mẹ cha con tôi. Yeah. Cũng mong là cô thuyết phục gia đình về đây ở lo chung một mái ấm gia đình chú ha. Nhân sinh kiếp con người thì một mái ấm gia đình đầm ấm hạnh phúc, có vợ có chồng có con là hạnh phúc nhất. Còn tiền từ từ kiếm cũng được, còn mỗi người một nơi, người chồng thì nhớ vợ, vợ thì nhớ chồng, con thì xa mẹ, đó là một cái điều không ai mong muốn cả. Đặc biệt là một thiên thần nhỏ rồi cô chú anh chị, không có tội gì hết. Sinh ra thì một tháng đã không còn ở trong vòng tay của mẹ rồi. Trời ơi. Cũng lành lắm đó chú. Cái rồi nó suy dinh dưỡng. Dạ. Cũng lành đấy, cũng lành. Dạ. Cặp mắt to quá nè. Biết chú không? Nè, dẫn đi mua bánh ăn ha. Chịu không? Chịu đi mua bánh không? Trời, đưa tay cô chú làm gì? Đưa tay chú. Đưa tay chú. Nhìn ba coi ba cho không hả? À, khi nãy thì chú có chia sẻ với con cái vấn đề là chiếc xe, ở xe chú cũ lắm hả? Rồi, nó ngoài đây nè. Yeah. Là nãy chú nói là cái xe mình cái lốc không phải của nó. Mà là cái máy cũ của nó. Yeah. Bị hư sửa quá không có tiền sửa. Yeah. Rồi ở sớm ta thấy người ta cho cái lốc máy này gắn vô. À bây là giờ, cái lốc này ha. À, bây giờ nó muốn hư nữa rồi nó xì nhớt cũng không mấy chân. Dạ. Trời ơi, chú vô đi anh vậy. Ủa, con nói chú này rồi mình đi vậy nó khóc ghê sao đi được? Không, bởi vì thức là ở nhà. À, chừng nào dỗ bé ngủ mới đi. Ngủ mới đi. Dễ ngủ không chú? Dễ. Không muốn no, chừng nào buồn ngủ là nằm nó ngủ rồi. Dạ. Còn đây là chiếc xe của chú. Rồi mỗi ngày là chú đem trang bị chú là hai cái nón với... Chú vô, chú vỗ bé đi, vỗ bé. Khi mình chạy á, chạy lỡ giao thông bắt xe đâu có hợp lệ đâu. Dạ. Cái sườn này cái máy khác. Cho nên mong ước giờ có chiếc xe đàng hoàng hơn để đi cũng như trước mắt là làm chân hay gì cũng được đi, rồi có chạy xe ôm chạy ha. Dạ. Xe này cũ lắm, xe này đâu ở Bình Dương này chú, cô chú anh chị. Xe mua cũ người ta. Dạ. Dạ. Trời ơi mến cha mà cha vừa đi ra ngoài cái khóc vậy đó. Trời ơi, vô cái hết khóc liền. Nhỏ xíu rồi cô chú anh chị. Con hỏi chú, những lúc ẵm bé Diễm lên trong lòng chú nghĩ điều gì chú? Thấy tội cho đứa bé. Tội đứa bé. Tại vì nó không như bình thường nữa, bé khác vậy đó. Dạ. Yeah. Mình thì khổ quá không có điều kiện để đi lo cho bé. Dạ. Giá như có mẹ ở đây thì cũng đỡ đần cho chú. Yeah. Cũng có cái gọi là tình thương cho bé nữa. Có tình thương cho bé thôi chứ còn mẹ thì cũng không biết chăm sóc, tại vì mẹ bị bệnh động kinh đó. Dạ. Yeah. Đâu dám cho giữ, ẩm lỡ mẹ bị giật cái này. Quăng bé luôn. Mà quăng bé luôn. Dạ. Yeah. Nhưng mà dù gì cũng đỡ hơn. Cái đó có tình thương. Dạ. Yeah. Ở tương lai. Dạ, chú nói đi.
chứ mẹ giữ thì mẹ giữ không được, bị bệnh giật kinh phong mà. Dạ. Lỡ ẩm mà giật như cái là quăng cái bé rồi. Chú ngày xưa là quen cô lâu không? Qua bao nhiêu năm chú? Quen cũng năm. Một năm ha, cũng như quen biết nhau một năm à. Rồi mới về ở chung một mái nhà. Về ở. Dạ. Rồi khoảng thời gian bao lâu rồi bên ngoại mới biết chú? Hả? Chú quen cô bao lâu bên ngoại bé Diễm mới biết? Quen lúc là chừng vài tháng là biết rồi. À, là lúc đó người ta có càng ngăn cản chú rồi. Ừ. Rồi khi về đây người ta biết chú ở đây không? Biết chứ, biết nhà biết cửa luôn rồi. À, biết nhà cửa. Rồi lúc đó người ta có qua đem về gì không chú? Dạ. Lúc mà chưa có bé Diễm nè, người ta có đem về không? Không. Chỉ như là cấm không cho quen, cho vợ quen thôi. Tại vì vợ cũng đi bán vé số đó. Dạ. Rồi gia đình đâu có quán xiết được. Dạ. Vợ cũng đi tới lui đi bán vé số rồi. Dạ. Rồi cái này bé nổi gì chú ha? Nổi sải. Sải ha. Cái này mình tắm nước lá gì hả chú ha? Ta có chỉ chú không? Con cũng gạnh này cô chú anh chị. Có rồi, tao chỉ mà. Nóng rồi cũng. Tao chỉ mua xuống tiệm nước tây mua chai nước gì á. Ừ. À, bạn này nó mua phấn đó chú, mà mua. Xuống tiệm thuốc tây cho người ta coi, người ta bán cũng được. Trời hầm quá, bé bị nổi sải. Bị nổi sải. Với lại ở cái nằm tấm nệm. Cái dừa, cái nệm này nó nực. Cơ chú, con nói chú ngày này cái này chú cũng thường thường chú giặt hay là mình thêm mua thêm tắm hay tắm nữa đi. Tại vì khi bé đái xuống đó. À, bây giờ con nghĩ là mua chiếc che để lên trên đi. Mình lót lên trên gì nè, cho ví dụ bé có đái thì bé cũng nằm ở trên nó không bị ướt khi mà chú không có nhà rồi đó. Chứ để nhiều khi nằm ở dưới này cái nó ướt lên, nó ẩm lên nó bé bị gì vậy? Mấy cái quần quần trong đó là bé đái đó. Ừ. Rồi khi mình không có nhà cái bé nằm lên đó lại nữa. Thì nó sẽ nổi mấy này nè. Cái chiếc che mình ngót lên thì nhiều khi nó đái thì nó chảy xuống dưới. Nó không có ướt bé. Rồi chú nói chú ở đây đất của người ta. Rồi lỡ người ta trưng dụng là mảnh đất này thì chú làm sao? Không. Tại vì nói chung cũng bà con. À. Rồi xưa là bà con mà. Rồi cũng mua. Sau này ta nói là ta bán nhà chứ không bán đất. Dạ. Yeah. Thôi vấn đề đó không nói trên đây chú. À, thì cũng như là coi như giờ là ở đậu dạ. Yeah. À, cũng gọi là ở được chứ ừ. Không phải là cái vấn đề gì hết. À, ở cũng lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. À dạ. 90 tới giờ nữa. Dạ. Là chú nói hàng ngày là chú phải cho bé dùng cháo với sữa. Cái sữa bên đây là sữa gì chú? Con mai mốt con biết con lên con mua. Phải chứ sữa này bé uống được không? Chị này là của bên Kha mua đó. À nhưng mà hôm nay chú cho bé uống được không? Uống được. Tại uống. Vì không bình thường. Tại vì sáng á con định là mua sữa cho bé. Ừ. Nhưng mà bà xã con bàn á là em bé uống cái loại sữa nào đúng á mình không mua. Lỡ mình mua cái loại sữa khác lên bé uống không được rồi là chú không có dùng được nữa. À, uống sữa này hổng gài thấy cũng bình thường. Dạ, vậy lần sau con có lên con sẽ mua sữa này cho bé. Chú ha. À, con cũng xin thưa cô chú anh chị thì con được chị Linda chỉ lên đây thì con cũng xin một của một kênh YouTube là Minh Chiến Miền Tây hay sao đó thì anh ấy bạn ấy thì cũng có cho địa chỉ ở đây, ở địa chỉ ở bệnh viện thì con vô đây. Con cũng chưa biết hoàn cảnh cuộc sống của chú như thế nào nên trên đường đi con không có mua gì cả, con không mua nhu yếu phẩm, cũng không mua gạo thì lên đây thì chú chia sẻ là chú cũng còn được một bao gạo. À, đường nước tương một ngọt thì chú bây giờ vẫn còn chú ha. Ừ, cho nên là con xin phép là con không có mua cái đó gửi chú, nhưng mà con sẽ gửi tiền cho chú để chú có thiếu gì cần gì chú mua cái đó là cái phía trước, cái trước mắt. Còn cái vấn đề á thì bây giờ là để con quay cái nội dung video này lên rồi xem ông bà cô chú có giúp chú ở phần nào thì con sẽ quay lại phần đó, nhưng mà chủ yếu con cũng mong được dẫn bé đi khám trước mắt là lo cho bé trước, còn cái chuyện nhà hay là xe thì mình từ từ mình giải quyết tiếp chú ha. Ừ. Chú thấy được không? Dạ được. Dạ mình lo cho bé đi. Dạ dạ. Dạ. Ừ, rồi có khi nguyên buổi sáng không ngủ hay sao chú đi? Hả? Để ở nhà. Không ơi, làm nó cũng ngủ tiếng hay tiếng hồn. Tiếng hay tiếng hồn ngủ ha. Rồi lỡ chở giấc không có cha rồi khóc sướt mướt hoài. Không khóc. Nó thức dậy mà nó không thấy rồi nó nằm chơi à? À. Thấy nó đòi. À, nãy là thấy nghe tiếng nói mình ngoài đó à. Là mới đòi thôi à. Còn nó thức là nó không thấy là nó nằm chơi mình đó. Có khi nào chú ở trên đường chú về vừa gặp bé khóc không? Nhớ cha mà khóc có không? Không. Không vô nó thấy mặt là nó khóc.
Đi thấy... thì chú ở đi trên đường về gặp bé, bé thấy chú là bé khóc cũng như là nhớ cha vậy đó. Cũng biết rồi cô chú anh chị, biết nhớ cha rồi. Nhưng mà ở tuổi này những bé khác thì người ta lớn hơn. Dạ. Như mấy đứa bé kia thì khóc đi được hả? Dạ. Còn bé này chỉ bò. Bò với ngồi. Bò ngồi. Chứ bỏ trong cái xe kia thì nó đứng. Dạ. Thường thường bé ở tuổi này ăn cơm được chưa? Cô chú anh chị? Được rồi. Có bé ăn được ha? Rồi chú về chỉ cho ăn cháo đó hả? Ăn cháo nhiều khi cũng cho nó ăn cơm á. Dạ. Cơm mềm mà không được, có canh rồi. Nước cơm rồi chan canh vô. Có nước thôi. Bé mọc gan chưa chú? Mới mọc rồi. Nó mọc gan à? Bé này cũng 5-6 cây. Mới 1-2 cây rồi. Dạ. Thôi gán lo cho bé chú ha. Con xin phép con gửi quà cho chú nè. Con xin lỗi chú ha, người như chú ngủ ban đêm rồi bị đau nhức được không? Có. Cũng có đau nhức ha. Nhức mình, nhức mẩy. Nhức mình, nhức mẩy. Con gửi chú bịch thuốc này của chị Dân Dòng ở nước Mỹ là thuốc chị đau nhức xương khớp á. Con gửi chú của chị Dân Dòng. Bổ xương, cứng xương luôn á chú. Chú dùng hay nha, ngày uống nguyên nha chú. Uống ăn cơm ngày uống. Còn đây là thuốc bổ, thuốc khỏe. Vitamin đó, thì chú này nhai cũng được này, giống gần giống như tiêu cam Việt Nam mình vậy đó. Cũng ngạn viên. Ngạn viên chú. Ví dụ sáng ra ăn gì chú nhai viên này, chú đi chạy xe hay là đi ra bán vé số được khỏe lắm. Dạ. Thuốc mấy này là bên Mỹ hết của chị Dân Dòng. Con tặng chú một chai dầu xanh của chị Nách Nguyễn ở bên nước Mỹ để dành sức nha. Chú sức đó nha. Để dành sức nha chú. Dạ dạ. Còn trong phần tiền 5 triệu của chị Linda hôm nay gửi cho chú á, thì con tại vì mình cũng chú ơi, lập xưởng chú dùng được không? Dạ được. Dạ. Tại vì chú cũng đi về có khi con thấy chạy sớm tới cửa trưa cửa chiều đó về cái vội vã làm đồ ăn có khi không có mua được gì đó. Dạ. Lấy lập xưởng ra chú dùng ha. Dạ. Đây là 2 kg nha chú. Dạ. Con gửi chú 2 kg cho nhiều nhiều chú dùng nè. 2 kg lập xưởng này trong phần tiền 5 triệu của chị Linda thì con chích ra mua 2 kg lập xưởng. Chú để đâu mình đó đi. Chú để thuốc xuống đại lên cái. Dạ. Yeah. Con xin thưa với chú thì khi chị Linda mà chỉ con lên đây chị có gửi tiền cho con để con gửi cho chú trong phần tiền của chị thì chỉ gửi 5 triệu nhưng mà con mua 2 kg lập xưởng là 400 còn lại là 4.600.000. Con xin phép gửi chú nha. 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu 200 400 600 đúng 4.600.000 không chú? Cái này của chị Linda. Chú cảm ơn chị Linda đi chỉ nhờ con lên đây. Cảm ơn chị chúng ta dạ. Giúp đỡ cho con em xin cảm ơn nhiều. Dạ. Em cũng xin chân thành cảm ơn chị Linda đã chỉ em đến đây để ghi hình ảnh của chú cũng như gửi cái yêu thương của chị cũng như ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đến chú đây ạ. Tiếp theo con xin phép con gửi những món quà của ông bà cô chú anh chị kênh của con á đến chú để chú vượt qua khó cuộc sống khó khăn phía trước, có thể là mua trang bị gì cho bé. Chị Linda có dặn con là nếu mà tiện mua đồ chơi cho bé nhưng mà con lúc con đi cũng không biết là bé như thế nào, con không hình dung ra được thì coi trong video của bạn ấy thôi. Rồi con không biết là khi mà lên đây chú còn ở đây không nữa nên con không có mua. Thì khi mà con gửi tiền này kia thì chú trong nhà mình thiếu cái gì chú mua cái đó cần thiết gì nha. Thí dụ như cái bình ga lớn chẳng hạn, ví dụ như cái đồ chơi cho bé nè, hay là chiếc xe cho bé, hay là cái thiết bị gì cho bé, hay là quần áo gì thì chú coi vừa cỡ vừa la size gì đó chú mua ha. Vớ tay vớ chân gì đó. Đầu tiên con xin phép con gửi món quà của gia đình cô Nguyệt ở nước Mỹ gửi tặng chú 500.000. Cảm ơn. Gia của chú Nguyễn Thanh Cường ở nước Mỹ gửi tặng chú 500.000. Của anh Duy ở nước Mỹ gửi tặng chú 1.500.000
1 triệu. Chị Linh, chủ công ty Long Mi Giả Nguyễn Tuấn ở Bình Dương gửi tặng chú 500 ngàn. Anh Quang, chị Sương ở nước Mỹ gửi tặng chú 500 ngàn. Dì Tư Gợ ở Củ Chi gửi tặng chú 500 ngàn. Chú Minh La ở nước Mỹ gửi tặng chú 500 ngàn. Một cô giấu tên ở California gửi tặng chú 2 triệu 500 ngàn. 500, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Bé Noah ở Canada gửi tặng chú 500 ngàn. Bé Long, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng chú 500 ngàn. Một chị ở Phú Quốc gửi tặng chú 200 ngàn. Và cô Hiền ở nước Đức gửi tặng chú 500 ngàn. Rồi chú gửi lời cảm ơn quý mạnh thường quân đi ạ. Xin cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ cho cha con, cảm ơn nhiều. Dạ. Con cũng xin thay mặt chú, con chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương ngày hôm nay đến chú đây. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Con nguyện cầu ơn trên ban bố phước lành, ông bà cô chú anh chị luôn bình an, mạnh giỏi và hạnh phúc. Cuộc sống của chú ở phía trước còn nhiều vất vả, còn nhiều khó khăn, cả một chặng đường, cả một quãng đường nữa. Con một lần nữa xin chúc chú nhiều sức khỏe, luôn bình an trong cuộc sống, luôn mạnh giỏi để lo cho bé Diễm chú ha. Mong ước của chú là giống như là giờ con với chú cùng một cái mong ước, là mong sao bé Diễm được đi khám bệnh để mình biết cái nguyên nhân gì đó mình lo cho bé, để bé phát triển bằng những cái trang lứa, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì nếu mà được ra bán vé số thì làm một chiếc xe. Chiếc xe con nghĩ không có nhiêu tiền, chắc chịu mấy chú ơi, xe mình cầm mình đẩy vé đi vậy nè. À, biết rồi. Dạ, này thì cái đó để mà bán, con nói chú nghe nè, thì tạm thời ví dụ như là chú dùng cái tiền này chú mua cái xe đó cũng được. Rồi chú cứ bán vé số đi, con sẽ lên con ghi hình nữa. Hoặc là sau video này có ông bà cô chú anh chị có gửi bất cứ cái gì con sẽ lên đây. Tại vì con cũng xin thưa ông bà cô chú anh chị, nhà con thì cách chú khoảng tầm 40 cây số thôi, cũng gần, không có xa lắm. Đó, thì con sẽ lên đây để con tiếp tục con gửi những yêu thương của ông bà cô chú mạnh thường quân đến chú ha. Từ cái mái nhà hay là chiếc xe, cái hữu duyên được ông bà cô chú cho gì mình nhận nấy. Được không chú? Dạ được. Giờ xin cũng cảm ơn các mạnh thường quân với bên YouTube này. Dạ, con nghĩa, cô chú kêu con nghĩa. Với lại là khi mà mình ổn định công việc bé thì được đi đến bệnh viện khám này kia, con với chú về nhà ngoại nha. Dạ. Dám đi không? Còn đi vô sao không được á. Vô rồi. Cũng như là ngày xưa là bên ngoại sợ chú là công việc không ổn định, vì về lo cả một quãng đời là không có chu toàn cho con gái người ta chú hả? Rồi cho nên là cũng, nhưng mà vợ chú thì cô thì cũng rất là thương chú đúng không? Khi bệnh là cô đòi về hay là sao chú? Cũng có khi có lúc đòi về. Dạ. Lúc đó là chú vẫn chạy xe ôm. Vẫn chạy bình thường. Rồi mẹ bé thì bé ở nhà đây là vậy đó. Nhưng mà lúc đó là bệnh lên là cô uống thuốc gì không chú? Có uống thuốc hàng tháng luôn. Uống thuốc hàng tháng ha. Dạ. Tháng nào cũng đi lãnh thuốc. Dạ. Cái đó là có bảo hiểm hay như nào không chú? Có bảo hiểm. Dạ. Còn chú ở đây hộ khẩu bảo hiểm này kia chú có không? Không, chú không có, không có. Mình... nhưng mà đứa bé thì có bảo hiểm. Đứa bé thì có bảo hiểm. Còn chú đó được sổ nghèo gì không chú? Cô xin lỗi. Lúc trước có nhưng mà sao này giờ cắt. Dạ. Trước thì có hồ nghèo. Dạ. Đó là cái câu chuyện ngày hôm nay Nghĩa xin gửi đến ông bà cô chú anh chị đây, cô chú anh chị. Mở trong một cái căn nhà, con xin lỗi chú, là giống như là gách nát rồi. Thì đã xuống cấp theo thời gian. Có một người cha chăm lo một đứa con gái đây cô chú anh chị. Ngày ngày công việc của chú là chạy xe ôm trong gõ bên ngoài. Mỗi khi chú đi thì bé ở nhà. Bé ở nhà trên một chiếc giường này, như ở đầu video Nghĩa đã chia sẻ ông bà cô chú anh chị đó, ở nhà chiếc giường này. Nhưng mà khi mà nãy thì Nghĩa dẫn chú ra ngoài chiếc xe thì bé khóc quá trời luôn, do là nghe được tiếng cha mà không có cha bên cạnh. Còn chú chia sẻ thì mỗi buổi sáng là dỗ bé ngủ rồi là chú đi ra ngoài chạy xe, rồi thỉnh thoảng lại về thăm chừng con vậy đó. Tới giờ ăn uống như thế nào thì công việc hàng ngày một mình chú lo hết, giặt giũ ăn uống cũng như lo cho bé hết cô chú anh chị. Nhưng mà giờ bé thì quá trời nhỏ luôn, ở 15 tháng mà cái
dốc dáng của bé rất là nhỏ. Bên ngoài cửa rồi cửa nẻo vách phên của chú thì không có nào mà an toàn hết, hầu như là tạm bợ hoặc là theo thời gian nó cũng đã hư hết rồi. Con cũng sợ một điều là khi mà chú chạy xe ở bên ngoài đó thì sợ người không có tốt bụng vô đây. Con xin lỗi nha, giống như bắt mất bé vậy đó. Cho nên là trước là chị Linda cũng như con cũng bàn với chú là nên tìm một công việc khác, chỉ có công việc là bán vé số để tiện hơn, tại chú cũng ở gần bệnh viện ha. Hy vọng là sau video này thì chú sẽ thực hiện được điều đó, và đặc biệt là đưa bé đến bệnh viện để khám cho bé. Dạ, đó là nội dung video ngày hôm nay con xin gửi đến quý ông bà cô chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video đến thời điểm này. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Dạ.